Tạp chí Tri thức và đời sống. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kỳ này tạp chí xin gửi tới những tin bài sau đây: trang tin hoạt động hội, tin hoạt động hội người mù thành phố Hà Nội, lan tỏa tình người trong đại dịch COVID-19, tác giả Hà Thu. Tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ quan hội người mù thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, tác giả Lê Trinh. Tin hoạt động của các đơn vị: Tây Hồ, Sóc Sơn, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Phúc Thọ, Gia Lâm, Ứng Hòa và Mỹ Đức. Văn nghệ bài Bác Hồ một tình yêu bao la do Song Nga trình bày. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài Để Bác Quạt. Danh ngôn. Chuyên mục phổ biến kiến thức với bài Ngũ hành trong trà ảnh hưởng đến ngũ tạng. Dòng cảm xúc với bài Tháng Năm, tác giả Nguyễn Văn Hùng, Hội Người Mù huyện Phú Xuyên. Bài tham dự cuộc thi Onkyo lần thứ 18 của tác giả Đàm Quyết Tiến, Hội Người Mù huyện Phúc Thọ, điều ước thứ 3. Văn nghệ bài Những bông hoa trong vườn Bác do Hương Sen trình bày. Chuyên mục chân dung cán bộ hội viên với bài Nghị lực ước mơ của cô sinh viên khiếm thị duyên dáng. Trang thơ của các cán bộ hội viên với các bài thơ của các tác giả Vũ Tý, Hội Người Mù quận Cầu Giấy, tác giả Văn Tiến Thịnh, Hội Người Mù quận Ba Đình và tác giả Đàm Quyết Tiến, Hội Người Mù huyện Phúc Thọ. Ánh sáng soi đường, ơn đảng, hạ về muộn. Văn nghệ bài Đôi dép Bác Hồ do tam ca nữ Hồng Phượng, Song Nga, Thanh Huyền trình bày. Bài Những dòng chữ nổi diệu kỳ, tác giả Nguyễn Thị Khánh Vân, thí sinh Nguyễn Đình Triều, Hội Người Mù huyện Gia Lâm. Bài tại cuộc thi chữ nổi Pride đồng hành cùng tôi năm 2019. Người mù đó đây với bài xuất hiện loại kính mắt đặc biệt giúp người khiếm thị nhìn thấy mọi vật như bình thường. Văn nghệ bài Chúng con canh giấc ngủ cho người do Vũ Trung trình bày. Chuyên mục tủ sách pháp luật với nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Lời cảm ơn của ban biên tập